Được rồi, em cũng hay mời bạn đó ăn cơm. Thì hôm nay em cũng tặng bất ngờ cho anh cũng như bạn em. Hèn chi em chỉ mời đó. Nãy giờ là anh tưởng đâu là bốn phần này là anh với em với hai anh quay phim. Cơm gà mua này kia. Từ từ sẽ biết đây là súp mà. Tôi lên mua rau củ thì chỉ mua có một ít thôi, nhưng mà mua gà thì mua ba hộp. Đó, hai người bạn thân đó, thân của em như là nhưng em, mà anh biết không? Em trai cũng như là anh trai. Có một người anh sẽ biết rất là bất ngờ. Thế anh Huy cũng những các cái điểm giống mình như là nói nhiều nè, nói vui nè. Bởi vì Linh thì không thích một người quá nghiêm túc. Lúc trước thì bạn bè với nhau thôi không biết. Bây giờ thử là người yêu của nhau 24 giờ thì Linh thấy anh Huy rất là chăm sóc và để ý cũng như là ga lăng tỉ mỉ với bạn gái. Theo Huy nghĩ thì chắc là nếu mà mình sẽ tiếp tục ở bên nhau và có những cử chỉ thân thiết và mình tập trung hơn với nhau và mình để ý với nhau hơn thì chắc chắn là cảm xúc của nó sẽ đi lên. Vì con người mà ai cũng sẽ có một cảm xúc nhất định. Mời, mời mọi người ngồi. Cơm gà em nói trong vòng 45 phút. Thì như đây là chương trình 24 để yêu, đúng không? Thì hôm nay chị sẽ yêu thử một người mình biết đâu yêu luôn, đúng không? Thì chị muốn mời mọi người qua để ăn cùng xem thử bạn nó có hợp chị không, rồi thưởng thức mấy món ăn cùng với chị, hiểu không? Như bình thường thôi, thoải mái đi, trời ơi má yêu luôn nha, hy vọng yêu luôn nha. Nhưng mà mong là ai không là ai bắt được không em thôi thôi. Thì bây giờ mà em có nghĩ là ai không, người ta sẽ là nhóm showbiz không nghĩ được ai chừng quá trời nhiều người sao không em chỉ nghĩ được ai người đó là người như thế nào gợi ý đúng không gợi ý để ý thì đẹp trai là trong showbiz tôi biết là cái gì cao ráo thì người mẫu diễn viên mẫu diễn viên và một người rất là quen thuộc trong đời sống của mọi người khó à. Tính cách sao kiểu có ổn định cái bình thường như em không hay là giống em tính cách cũng hơi nhây không thì nhây thì mới hợp lầy lội đức hả lầy lội đức hả cũng có thể ai cũng có thể anh đức hả nhưng mà không phải má ơi hỏi đại đi em nói mà đức tức giờ mọi người nha một chút nha em sẽ dắt người nữa thì hồi hộp không hồi sáng chị muốn ủa là em không biết luôn không biết luôn rồi đó nào 1 2 3 tin tin vẫn đùa giỡn với nhau vẫn như hai đứa bây giờ vẫn hay tụi em là hai đứa rất là thích giỡn cũng thích lầy lội dễ thương nên cũng hay giỡn với nhau thì khi mà vào chương trình thì tụi em biết là phải nghiêm túc nhưng mà thực sự tụi em cũng không thể nào lừa dối cảm xúc của bản thân lừa dối tất cả các vị khán giả được cho nên tụi em vẫn giữ một cái nick riêng của cả hai và thay vào đó là tụi em có đang nghĩ nhau không còn là hai người bạn nữa mà trở thành những người yêu thật sự thì những cái hình cái cử chỉ cùng nhau nấu ăn hay đi chơi với nhau thân thiết đi chơi riêng tại vì đây cũng là lần đầu tiên em với anh Huy đi chơi riêng với nhau á nên là cũng có nhiều cái khác nhau như trước lắm tức là nó không còn là hai người bạn giống như trước nữa. Thực ra thì trong quá trình mà hai đứa giỡn với nhau rồi Linh thì gọi Huy là chị thì thực ra là chơi chung một nhóm bạn thì có những cái người giống như Linh có chia sẻ là có một cái nhóm bạn là chuyên làm về pick up này nọ rồi những người học sau hậu trường đó thì thuộc LGBT thì đó cũng là những người bạn của Huy thì mọi người hay cũng chọc tại Huy cũng là người lớn hơn mấy người đó hay kêu là chị chọc giỡn kêu chị thì Linh cũng lấy cái đó ra để chọc ghẹo Huy kêu là chị cho nên là ngày hôm nay tham gia chương trình nên kêu là chị vậy thôi đơn giản vậy thôi.